Chào các bạn quay trở lại với Sa Băng Vlog nha. Như các bạn thấy đây là quả bơ các bạn. Đây là bơ tròn bơ bút nè. Bơ bút. Đúng rồi bơ bút ạ. Hôm nay bơ bút không được giá nên bà con mình chuyển sang làm tinh dầu bơ để bán nha các bạn. Và hôm nay mình cũng có một ít quả bơ. Mình cũng làm tinh dầu. Mình làm tinh dầu theo kiểu công nghiệp nha các bạn, chứ không theo kiểu thủ công nha. Này là quả bơ còn sống này, mình sắc ra. Mình sắc lát ra như này nè. Sau đó mình sẽ phơi nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt nha. Sau hồi cắt xong rồi các bạn, đây mình phơi nha. Mình phơi cho nó khô. Tản ra cơ. Tản càng mỏng càng tốt. Mình phơi trong nhà các bạn. Mình bật quạt cho gió thổi. Đẹp không các bạn? Mình lấy làm thêm mâm nữa. Bên này nữa nè. Đẹp chưa? Màu bơ rất đẹp luôn. Bên xe. Đây là mẻ bơ như mình phơi cho cách cập tuần các bạn. Tại vì mùa này ảnh hưởng của bão nên không được nắng lắm. Nên như mình phơi gần cập tuần mới khô được như này. Phơi khô mới ép được nha các bạn. Mình chặt cả đống nhưng mà giờ phơi nó khô nó teo lại còn từng này nè. Phơi khô giòn luôn mới ép dầu nha các bạn. Nói chung chưa được giòn lắm, không biết ép được không. Phơi chắc được cả tuần nữa. Tí nữa mình đi ép coi được chưa nha. Chắc là được rồi. Đạt rồi. Bơ phơi khô xong được trộn như này các bạn. Rồi xay ra cái máy này. Đây là những bơ này. Bơ xay ra. Đây những thau được bơ. Xay xong mình thì bỏ vào cái máy này mình ép. Như mình ép dầu. Đây là tinh dầu bơ. Đây là xác. Xác họ ép ra rồi bạn. Xác xay. Xác bơ. Nó như xác dầu. Nhưng mà có mùi. Có mùi giống như mùi đường, ngọt ngọt hơn. Bà con đây ép nhiều. Đây là thành quả của mẻ bơ vừa rồi các bạn. Đây, tinh dầu bơ này. Đấy. Để mình chế ra cho các bạn xem nè. Này mà các bạn nào mà kinh doanh là mua cái lọ mấy chục ml ấy, trên Shopee nó có bán đầy ấy. Về chi sang ra và bán. Mình không biết dùng cái gì đây. Này. Tinh dầu bơ. Bạn có mùi, đúng là mùi dầu thì các bạn, tinh dầu bơ. Nó có tí giống như đường. Ấy.
chúng mình gọi là ba, mình không biết mình bao nhiêu ký bơ tươi nhưng mà mình phơi khô lại đem đi sấy, mình phơi chưa khô lắm nhưng đem lên họ sấy lại một ít là khoảng 3 ký bơ khô. Mình ép được từng này tinh dầu bơ này, nói chung là được hơn nửa lít, hơn nửa lít đấy các bạn. Này mình ép thì nói chung như vợ có xài xài với mình chẳng xài làm gì, mình ép như thế nào thôi mà. Nói chung là tinh dầu bơ công nghiệp là vậy các bạn. Rồi, video này mình kết thúc ở đây nha. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.